quay sát vô. Đó, câu tiện lại ha. Rồi ok. Bên cái này hàng mới nhập từ bên Trung Cổ về, mà mấy bạn biết Trung Cổ là mấy con dao này là chỉ có lại xịn thôi không? Đấy, nhìn này, nhìn cái lưỡi dao này, sáng bóng không? Lưỡi dao đó là sáng bóng đây à. Đây là cái đường này không phải là người ta vẽ đâu, người ta tiện, búa tiện, tiện là gõ lên. À, gõ lên, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh khó nhắn. Đây là kén này không? Hàng là bóng lưỡi của cái màu đen nha, đây là màu sáng. Để thử cái độ bén của dao cho các bạn xem nha. Này này, quay sát vô. Đó, lại một cái nữa, Đó. Thấy chưa? Đã thấy một cái độ bén rất là thuần túy của dao này. Dao này hoàn toàn là mình thủ công, hàng ở nhà làm. Cán bằng gỗ ốp chó nha. Cán bằng gỗ ốp chó. Đồng thau. Đồng thau tiện lại ha. Rồi ok. Đây, các bạn nhớ like, share và xúc tình mình. Cảm ơn. Câu cú đào ba. Bye bye.